Cho nên cái tuổi thọ của mình á, ở trên không có nhất định nha. Khi mình quay tâm mình muốn sống thêm thì bác về nhà này có dạy rồi, lấy cái tô nước để trên cái dĩa hoặc cái thau, cái dưới cái dĩa này mình đỡ nước luôn, ở trong cái tô bự như nè mình cũng để nước, rồi cái hái hoa đó để trong cái tô, rồi ở giữa cái tô á mình làm cái cao cao lên, cái mình để cái loại đèn cầy của Mỹ á, Mỹ sao cho nó xếp tì nha, đừng nó cháy nhà, dầu cho nó có rớt xuống cũng rớt xuống nước, rồi ở ngoài dĩa cũng có một cái dĩa nước bự nữa đúng không, mình để giữa nhà, rồi cứ mỗi ngày á, bác cứ ngồi đó bác nhìn cái đèn cầy đó rồi bác đốt nhang thì bác sẽ tăng tuổi thọ ít nhất cũng 10 tuổi, bệnh cũng hết bệnh. Cậu con làm mít như người, tức là mình để giữa nhà mình, nếu là mình vừa đẹp nhà luôn phải không, rồi ngay trước mặt bàn thờ á làm cái đó. À cũng giống như bác có coi phim Khổng Minh không, ổng cầu tuổi thọ cũng gần giống như cái kiểu này, nó kiểu này kiểu của con. Thì khi con dạy á, tức là con truyền tâm ấn cho tất cả nhân loại để những đời sau họ muốn sống thêm thì họ làm theo kiểu này. Đời con không có gì gọi là bí mật á, con bật mí á. Cũng vẫn còn rất là nhiều bí mật nhưng mà mình chưa có nói sớm, tại nói sớm người ta nổ cái ốc hay sao, tội nghiệp lắm, những cái bí mật chưa thể nói ra. Tại vì hiểu không tới đó, cái đầu nổ ra hết, tưởng tượng không tới nổi. Tại vì cũng tất cả những binh thư mà Đức Thầy cho với những vị hồn thiên trong núi nước Việt á, với những vị Phật trên trời mà cho con dạy cái này, con chỉ mới lên mạng nói có khúc à, còn trong này còn nhiều lắm chưa có nói hết. Tại nói sau này phải làm sao, chuyện gì á, rồi giống như lâu lâu con bật mí một chút, cũng giống như mấy tháng trước con bật mí là bác Trọng năm nay là ổng xong nhiệm vụ của ổng á, thì hôm nay đó mấy ngày ổng biến con mắt không biết là hả, thì con nói là trốn tại vì là Phật hôm nay Vancouver qua đây thẳng Vancouver hả? Dạ, lần đầu tiên gặp anh chị rất là. Mới lấy bánh là mời mấy bác ăn đi. Có nước trà không, mời là vô làm nước trà mời mấy bác đi. Cái bình đó, lấy vô lấy mấy cái ly giấy rằng biết thầy rất lâu. Nhưng mà không có cái cơ duyên mà cũng cái quan trọng á là cầu nguyện ghê lắm, cầu nguyện dữ lắm mà hôm nay được cái cơ hội đi đến đây. Bác phải hiểu con nói cái gì. Đúng tại rồi. Vì chúng ta, con chỉ là người truyền tin thôi. Nếu mà cái thay đồ á, là con của Thượng Đế, 112 người con của cha là thật. Không, cái này không có thể nào mà mạo nhận được nha. Là thật. Con là người đặc biệt trên 8 tỷ người là thật. Con có 7 dòng hào quang là thật. Con là người trong sấm cơ của Đức Thầy, là sư phụ của con, cũng là thật. Nhưng mà cái trình độ của người Việt của mình, bao nhiêu người hiểu về sấm cơ miền Tây và bao nhiêu người hiểu về chuyện tâm linh. Bây giờ con nói con phải là hồ an, bác đâu có thấy được. Bác nghĩ con nói láo đúng không? Bác nghĩ lên bao nhiêu ông kính này lưu truyền mấy nghìn năm có dám nói láo không? Không dám đâu. Là tự vì mục đích cuối cùng cơ trời cho con đứng ra lộ, cha cho con ra để độ đời là gì? Để cho dân tộc Việt Nam mình bớt cái đổ máu nữa. Quá khổ rồi. Bao nhiêu trăm năm nay trên thế giới không có nước nào mà chiến tranh và khổ như nạn nhiều như nước Việt. Cái thằng Mã Lai, thằng Thái Lan, Indo nó đâu có chiến tranh nhiều nước Việt mình. Nước Việt mình á 5.000 năm bị Bắc phương ăn hiếp và bao 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm bị giặc Pháp. Rồi bây giờ mình thêm 50 năm bị nhồi sọ bởi Búa Liềm. Thấy nó tội nghiệp không? Đến cái giai đoạn này á, trời Phật á phải ra tay để cứu nước Việt, để làm cho nước Việt trở lại hùng cường giàu mạnh, thì mới cho con ra để nói lên những tiếng nói thật sự. Chúng ta làm kiểu gì đi nữa, tất cả nguyên thủ quốc gia, tất cả những nhà lỗi lạc thông minh trên thế giới cũng là con của Thượng Đế, cũng là một con cờ. Bề trên là người đánh cờ, chúng ta là con cờ, con cũng là một con cờ của bề trên. Thì con cờ hôm nay được lên để mà truyền tin những cái mà nhân loại không có biết, lời thật, việc thật, người thật, để mà cho mình có những cái giây phút cuối cùng gọi là
là khổ nạn này nè, nó nhẹ nhàng chút. Chứ còn nếu mà con không lên nói á, là bao nhiêu năm nay người ta đâu có biết diễn biến của cái thế giới nó đi về đâu. Con bảo đảm không có bom nguyên tử nha, con bảo đảm nước Việt sẽ có nước Việt mới nha, con bảo đảm nước Kiều, nước Việt sẽ thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Con bảo đảm sư phụ của con là Đức Thầy Ngài sẽ xuất hiện nha, Đức Quỳnh Phú Sổ sẽ xuất hiện nha, bảo đảm luôn. Rồi con biết bao nhiêu chuyện con làm, con nói luôn cả ông Trump sẽ quay lại. Thì hôm nay á, 4 năm trời không ai tin chuyện này. Những ngày đầu ổng bị ăn cắp lá phiếu, mà bây giờ thấy không, ổng là thiên tướng, cứ nghĩa là chánh với tà. Ở cái thời này á, là chánh với tà đang chiến đấu với nhau, cuối cùng á, tà sẽ thua, chánh sẽ thắng. Đó là câu chuyện như vậy. Tà lúc nào cũng không bao giờ thắng chánh hết. Sau này Việt Nam mình đó, nó không còn cộng sản, cũng chẳng còn quốc gia, nó cũng chẳng còn quốc nội, chẳng còn quốc ngoại, nó cũng chẳng có Việt Kiều chảnh hay là Việt Kiều gì hết. Nó là một người Việt, một khối người Việt đại đồng hợp, hòa hợp với nhau. Con của bác Trọng ngồi làm việc con với bác Thiệu. Con có đảng viên ngồi làm việc chung với con HO. Thiên tướng chuyện này là mới hàng, đứng ngay giữa vị tuyến 17, không có phân biệt cộng sản hay quốc gia. Đệ tử của thiên tướng chuyện này đảng viên rất là nhiều á. Trời ơi, mấy ổng qua đây xin làm đệ tử nhiều lắm. Cho nên HO cũng xin làm đệ tử. Ủa HO đâu ta, bảo con HO. Ủa bác Thọ là đại HO này rồi. Á HO nữa ha. Cho nên ở cái thời đại này chỉ có mình là lạ nhất là vậy. Là từ gì? Từ ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh Bắc, Việt Nam á, năm 1978 đó. Khi bài Kính Thiên số 1 mà ra đời á, là mẹ đã nói rồi, nước Việt là xã nghiệp. Mấy ông đảng viên là thi hành cái xã nghiệp đó, để cho nước Việt sạch sẽ cái nghiệp. Là vì mình xâm chiếm Chiêm Thành, mình xâm chiếm Chân Lập, mình lấy đất của Miên. Thì hôm nay mình phải trả một cái lỗi gì đó. Tại vì mắc nợ là phải trả tiền đó không? Thì khi mà hết cái nghiệp rồi, mình không có thể lý do nào mình đi lấy vong ân báo oán, mình đem mấy đảng viên ra mình hạch tội người ta nữa. Thì nước mình cứ nhồi qua nhồi lại. Thì thằng Mỹ, thằng Anh, thằng Pháp, quốc tế cứ nói tụi mày cứ hơn thua nhau có một chút xíu tiền à, vài trăm tỷ à, tao không thể giúp tụi mày nữa. Thì mình sẽ mất một cái lợi rất là lớn, quốc gia của mình chậm phát triển. Được nghe thầy nói nãy giờ rồi, xin thầy con cho con bằng kiếm được rồi thầy gì bạn à, kính gửi chú kiếm cầu nguyện bên trên để xác định cho chúng tôi hai câu thơ. Con nói đi, bên trên đang đứng đầy đầy nè, con ở đâu á là xung quanh con ít nhất là vài chục vị. Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang, nước Việt hùng mạnh, nước Việt hùng mạnh, đúng không? Rồi dịch luôn rồi đó. Thì sao nữa, câu gì nữa? Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang. Tiểu Quốc Tạo Khai Hội Niết Bàn. Bác báo nói gì đâu? Tiểu Quốc Tạo Khai Hội Niết Bàn. Hội Niết Bàn là Hội Long Hoa. Cái đó là của sư phụ của con, là Đức Thầy Ngài sẽ lập Hội Long Hoa. Mà Hội Long Hoa trong kinh nói hàng nghìn năm. Nhưng mà đó là một cái hội gì? Cái hội tuổi trẻ ở Mỹ này nè. Những đứa mà yêu nước đi về Việt Nam. Con của Phạm Minh Chính, con của Võ Văn Thượng, con của Nguyễn Phú Trọng, con của Nguyễn Văn Thiệu, con của Nguyễn Cao Kỳ, con của tướng Lê Minh Đảo, tụi mày ngồi trong nó nhau hết. Dân bầu cử, thằng nào có tài thằng đó ra lãnh đạo quốc gia tiếp tục. Chứng tỏ hai câu đó sẽ thực Việt Nam. Đó là Hội Long Hoa. Việt Nam sẽ làm được. Được. Cái đó sắp tới thôi. Nó sẽ tới à. Đây nè, tới rồi, tới rồi. Cỡ tuổi bác sẽ dư sức. Anh Kiệt, em tên Thiên Hồ Bình đó. Thiên gì, Thiên gì? Thiên Hồ Bình. Thiên Hồ Bình á. Dạ. Anh cha mẹ kia như là đưa từ cái thúng nang đi nhờ gió đưa qua tới Philippines đó. Vậy hả? Dạ. Tức là anh Việt Bình qua Philippines. Dạ, giờ tới xin làm đệ tử thầy đó. Anh em được rồi. Anh em.
Tại vì ở trên trời em nhỏ tuổi lắm, em chừng 10 tuổi à. Tại vì xuống trần á, mang cái xác phàm nó mới còn nửa ngọn gió. Bây giờ năm mấy tuổi rồi, da rồi, dày rồi, da. Cái trên trời trù đẹp trai á, nhỏ tuổi, lăng tăng. Đi đâu cũng cầm cuốn kinh á, gặp Phật Thích Ca hỏi, gặp Phật A Di Đà hỏi. Cứ lăng tăng á, bên cha, bên mẹ. Xuống trần á, giờ mới có mấy con gió thoảng thôi. Dạ. Hồi xưa cũng là sợ mà cứ mỗi lần mở miệng ra cứ nói phản động này phản động kia rồi cuối cùng kéo buồn đi luôn. Cái quan trọng là chuyện này bất vụ lợi. Tới ngày hôm nay cũng chưa có sinh ai sen nào, cũng chưa có tạo nghiệp. Vì Bồ Tát xuống trần rất là sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả, mình rất là sợ nhân, cho nên mình không có gieo duyên về tiền bạc, có sức nhiều làm nhiều trong khả năng của mình. Vì kiếp này kiếp cuối, không có trở lại quả địa cầu nữa. Rồi những thành tinh khác á, cha sẽ cần khi nói chuyện này đi những cái nơi khác, họ cũng là chúng sanh. Có tới 3.000 loại người sống khác hơn loại người này. Chỉ có loại người này á, là vì có duyên. Mình ở quả địa cầu này mình nửa sướng nửa khổ. Ai muốn thành Phật, ai muốn thành Bồ Tát phải chấp nhận xuống quả địa cầu này, phải mang bệnh tật, phải mang đói nghèo thì mới mau đắc quả về. Cho nên tất cả những vị mà đắc quả mà thành Phật đều phải qua cái trái đất này. Trái đất này giống như một cái nơi mà thao trường rất là khó. Tại vì khi xuống trần á, 10 vị tiên xuống đây, bây giờ mấy vị đó chỉ có 1-2 người còn làm được đúng cái nhiệm vụ khi mà rời khỏi thiên đình á. Ô, chào Phật nha, chào Thượng Đế nha, tôi xà xuống trần tôi đầu thai nha, tôi nhất định sẽ hoàn thành xong sứ mệnh. Nhưng mà 10 ông xà xuống, 7 ông á là làm sai. Không phải ai xuống đây cũng làm sai, tiên nữ cũng vậy. Những cái người mà mình biết ở cõi trời hay không á, là đa số họ có sắc diện phi thường, đẹp, thông minh, nhất là mấy đứa ca sĩ. Nhưng mà xuống đây nhìn, bây giờ á, như Trấn Thành hay là Hoài Linh hay là Đàm Vĩnh Hưng, nó cũng ở trên trời xuống. Nhưng mà thả nó ở chung với cái đám quỷ Việt Nam mà nó cũng thành quỷ, bây giờ thành quỷ hết. Nó đâu có cố tình đóng cái phim mà Thiên Địa Hội là cứu nước Việt. Thì họ đâu có liên quan gì nước Việt. Hồi xưa là Việt Minh mình phải không? Cái lịch sử đó nó không có chịu. Mà bây giờ nó đóng phim rồi, thân bại danh liệt hết. Nhưng mà không sao đâu, về mốt về tao giúp mày. Tức là ở một cái nước Việt Nam, một cái tiếng nói thật sự không có. Họ phải làm theo những gì ở sau lưng biểu phải làm. Không làm thì không được nổi tiếng, không làm thì không được đi ca. Chịu nào? Bữa nay cảm kích nhất là khi đi qua cái tượng vị anh hùng Kim Thành. Dạ. Giờ đi ngang qua đó thấy có cái tượng của Đức Phật Thầy Tè. Dạ. Ngày đó tên là Đoàn Minh Huyên. Dạ. Yeah. Phải không chú Kẹt? Đúng rồi. Thì cái ngày kỷ niệm của ông là 12 tháng 8 mỗi năm. Ờ gì là bác cũng ở miền Tây Hòa Hảo hả? Nhưng mà nhà tôi là đang cúng kỷ niệm đó hàng năm. Ồ vậy à. Khi con nói chuyện á, con không có nghĩ về, cũng biết là Hòa Hảo là cũng gốc của sư phụ. Nhưng mà có cái là đó là Đức Phật Thầy là người của chúng sanh chung hết, chung thế giới. Nhưng ngày mà... đâu có lo cho riêng nước Việt đâu. Đúng rồi. Ngày lo cả thế giới này mà. Nhưng mà theo cái gia phả của nhà tôi á ông đó là ông cố của tôi. Cố hả? Mình nói xác phàm thôi. Thì xác phàm. Mình tôi nói cái gia phả xác phàm. Dạ. Yeah. Là ông cố Đoàn Minh Huyên. Để tôi nói rõ Đoàn Minh Huyên tôi là đâu. Dạ, tôi sư phụ có đứa cháu của sư phụ ngồi đây.
Tức là kêu đức thầy mà ông cố hả? À? Cậu giữ dặn ta. Vậy thôi mình làm anh em được rồi. Đấy, con là đệ tử của đức thầy mà. Không có ổng con cũng hoàn toàn là không có hiểu cái gì hết trơn á. Ngày đầu tiên đức thầy ổng ký đầu. Con năm, không có được đi tu. Mỗi năm cứ 12 tháng 8 là nhà tôi đều làm điểm dỗ. Hồi xưa tính đi tu cái đức thầy thôi, chứ không phải là kỷ niệm của đức Phật thầy. Tại ông là người của chúng sanh mà. Mình là sắc phàm. Thì đây là cái sắc phàm của ông, lúc đó là ông chưa đắc đạo là ông là như vậy. Cho nên tôi thấy tôi mừng chứ. Nhà tôi cũng có cái hình giống vậy đó, giống hình vậy. Nhưng mà ít nhiều á, trong trong ngũ đại truyền thừa, từ Phật thầy Tây An, Sư Giải Bán Khoai, Đức Huỳnh Phú Sổ là cái sát phàm cuối cùng. Tức là ông phải qua năm cái sát. Mà cái sát đầu tiên ở ngoài miền Bắc nước Việt là cách đây 1000 thời nào ta, thời nhà Mạc hả? Trịnh Nguyễn Văn Chanh á, là ông Nguyễn Minh Khiêm. Là cũng là đức thầy đúng không? Thì cũng là một người hết à, chứ không phải là hai người. Nhưng mà cuối cùng rồi á, đức thầy có một thằng đệ tử hôm nay mang sát phàm lên để mà nói lên những cái gì truyền thừa của sư phụ dạy. Thì cho nên ít nhiều á là đức thầy cũng là vui á, có thằng đệ tử. Vậy là tôi với chú Kim có duyên phải không? Có duyên. Đúng ra tất cả những người hòa hảo á là đều phải kêu mình bằng huynh á. Hôm nay lúc này mới hay. Gọi cho bác vô đây chụp đi. Để bác có duyên, có duyên gặp gỡ. Rồi bác ngồi đây nè, bác ngồi đây nè. Dạ, bác ngồi đi chụp hình đi. Thì tất cả những tín đồ hòa hảo á, là phải kêu mình là đệ. Mấy bác như là bác cao đồ, bác nữa là huynh. Đúng không? Tại cùng là sư phụ hết. Dạ. Cho nên mấy người tín đồ hòa hảo mà gọi là lớn tuổi á, mình sư phụ gọi là huynh. Cho nên tất cả họ thiên mấy con gọi là sư thúc. Phải không? Sư bác à. Đây cũng là đệ tử đức thầy. Trên cái danh hiệu thôi. Thầy sư phụ cũng là đệ tử của ngài mà. Cái đó không phải là mình nói mình để mình làm cái gì, nhưng mà đây là thực sự khi tôi đi ngang qua tôi có nói với cháu này nãy. Nãy đi ngang qua có nói với cháu này giải thích cho nó hiểu. Biết rồi, thì cái tượng đó là tượng cũ. Tượng cũ. À, nhưng mà hồi xưa làm là Đức Phật thầy Tây An. Nhưng mà đúng ra nếu mà làm á, tại vì trong những cái thời gian 10 năm nay á, khi mà sư phụ hiện về đó, sư phụ hiện theo cái hình chân dung của Đức Huỳnh Phú Sổ, chứ không có sư phụ không có hiện cái hình râu dài. Tại con nói chuyện sư phụ bằng những cái hình thức, nhưng mà có những lúc mà sư phụ mà hiện thân ra để mà mặt đó mặt nói chuyện á, là bằng cái hình của cuối cùng á, cái hình người thanh niên trẻ đó, tóc ngắn á, thì đúng là mình phải thờ cái tượng, mình làm cái tượng đó thay mình làm cái tượng của Đức Phật Thầy Đang cũng được. Thầy cũng là một người thôi, nhưng phải được mấy cái tượng mà hồi vô nhà bàn để làm ruộng trong đó mới tốt phải không thầy? Con không có rành nhiều hảo mấy, nhưng mà những năm đầu mà còn bập bẹ về tâm linh với bập bẹ về đời á, rồi nước Việt sắm cơ rồi đó, đức thầy là người dìu dắt đầu tiên. Đức thầy là người đưa nói lên cái dấu thiên tâm này sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo. Đức thầy là người cho những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng nói đó, thì đứa nào đọc cái bài thử nghiệm sấm thiên thầy trước có phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua thế gian cạo chọc thầy chùa để râu, đó là bài người sấm cơ đức thầy đó. Trong đó có câu, trong cái bài đó đức thầy có nói á, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, mà cách đây hàng năm 70 năm làm gì có đạo thiên tâm, mà đức thầy có nói hôm nay mà thiên tâm nhân là những đứa mà con họ thiên đó mà không đọc kinh đó là khó qua được cái sàng lọc. Thì con đọc cái bài sấm cơ đi, con bấm cái bài thử nghiệm sấm thiên ngày trước trên máy nữa nào có. Phải phân rành lúc được lúc thua, chừng nào tên ngốc làm vua đó, mấy con đọc chừng phút đó. Cho thầy nghĩ mệt một chút. Sư phụ cho con có câu hỏi
bạn con thì đang theo đạo của Phật thầy Tây An đó. Bây giờ thì sư vô đạo Trung Tâm thì có nên giữ luôn hay là ở đạo nào cứ nên giữ đúng đạo đó. Đức thầy dạy đạo nào thì giữ đúng đạo đó. Còn thiên tâm á, để khi nào Đức thầy xuất hiện, ngài sẽ nói về thiên tâm, thì lúc đó ngài sẽ ấn chứng. Còn bây giờ á, mình phải giữ cho đúng. Tại vì cũng giống như đệ tử là mẹ, không muốn đứa con mình đi ra chồm chồm ở ngoài cái cầu để sợ nó té. Còn đừng ra đó nghe, ở dưới có mình phải hù thêm chút, có con ma đó. Con đừng có ra đó té. Cũng giống kiểu như cái ông nhậu mà nói đầu với phòng câu á, nít không được ăn vậy đó. Đại khái thì những vị thầy đều là làm như vậy, cả đạo Phật cũng vậy, để cho giữ cái đệ tử của mình đừng có đi lung tung đạo. Thì đang là đạo hòa hảo thì cứ nên giữ đạo hòa hảo. Thì cũng được thôi, nhưng mà nên cũng phải đại khái là phải giữ hai. Vừa đạo của thầy mà vừa đạo thiên tâm. Đạo thiên tâm là của thế giới, còn đạo cũ mà ngày xưa mà Đức thầy làm á, là giống như để có một cái một để nói lên cái thời của hội Long Hoa, nói lên cái thời tận thế này. Nhưng mà từ đó tới ngày hôm nay là hàng trăm năm. Thì bây giờ đã qua tới 100 năm rồi. Mình là giống như là 99 năm rồi. Đúng không? Mình đã trải qua 99 năm sấm cơ rồi. Thì chỉ là năm cuối thôi. Thì đạo thiên tâm ra đời. Cũng giống như ngày xưa chúng ta đi vượt biên, một chiếc thuyền lớn đậu ở ngoài gần Phú Quốc. Còn bao nhiêu xuồng, bao nhiêu vỏ giọt, bao nhiêu ghe tâm bản đưa người vượt biên ra vậy đó. Thì tất cả các đạo là giống vậy. Thì hôm nay cái đạo thiên tâm lập ra là do chánh đạo, là do con của thiên thượng chuyển lưng thánh dương, tức là Kiệt, con 112 người con của cha lập ra là chánh đạo. Là khi mà cái hệ thống truyền thừa trên trời á, thì hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ và tất cả những vị thần đều gia hộ dấu thiên tâm. Nó màu nhiệm rất là, nó có cái quy lực rất là lớn, lớn hơn cả công giáo, hơn cả tất cả các đạo trên thế giới. Rồi đạo trời, pháp Phật, tức là mình chỉ thờ có cha là thượng đế thôi. Thì thằng Hồi giáo Allah là cha, công giáo là thượng đế, tức là cha của Chúa Giêsu cũng là cha, Ấn Độ giáo cũng là cha, sau này cũng tất cả đều là thờ thượng đế hết, là cũng giống như đạo thiên tâm chúng ta. Nhưng mà muốn cho thoát luân hồi sinh tử thì mình phải học cái pháp, một cái công thức. Tức nghĩa là mình phải học cái công thức của Phật thì mới thoát luân hồi sinh tử được. Thờ thì khác. Cho nên Phật không phải là giáo chủ. Phật nói ta thành Phật trước, các ngươi thành Phật sau. Nhưng đạo thiên tâm chúng ta có giáo chủ. Thiên Tấn Kiệt này là giáo chủ đời thứ hai. Phật Di Lạc là giáo chủ đời thứ nhất, chưa xuất hiện nha, sắp sửa xuất hiện. Sau khi Thiên Tấn Kiệt này về trời sẽ có Phật Di Lạc đời thứ ba. Rồi hết Phật Di Lạc đời thứ ba 100 năm sau, khoảng năm 2300 đi, sẽ có Di Lạc đời thứ tư, Di Lạc đời thứ năm. Cái hệ thống truyền thừa y như kiểu mà Vít Tây Căng vậy, bên Đức Giáo Hoàng vậy đó. Cũng được đâu có sao, nhưng mà đừng có bỏ bàn thờ bên Bửu Sơn Kiều Hương nha, vẫn giữ trì mấy thời y như vậy. Cái tu tập là cũng giống như mình ăn cái gì hợp với cơ thể mình vậy đó, miễn sao mình hiền là quan trọng. Tu hiền đi, giờ kinh của Bửu Sơn Kiều Hương này, kinh của Hòa Hảo, miễn sao cái tâm của mình an lạc, đó là tu rồi. Còn về đấng tối cao mình thờ thêm thiên tâm, thêm cha nữa, rồi mình có Đức Thầy nữa là tốt thêm chứ đâu có gì đâu. Đạo Phật thì cũng từng nói như vậy, cứ thờ Phật Thích Ca, cứ thờ Phật A Di Đà. Tại chuyện này từng tiếp xúc với mấy vị đó mà, là giảng sanh là có thiệt. Nhưng mà mấy ông thầy già không ai mà giảng sanh, thì Phật tử làm sao giảng sanh. Thì thêm biết thêm Thượng Đế là cọp thêm cánh, là Đạo Phật. Mà họ không có hiểu, họ bị chấp thôi.
họ bị quá chấp đi, cho nên những cái gì họ mong cầu sẽ không bao giờ đạt được. Đi tàu bằng luôn thúng, bằng thúng. Trời ơi, hôm nay không ghen, tao không đi bằng thúng mà qua tới Philippines. Tự đi từ đâu? Đi từ em thúng, nhưng mà nước nó có vô cái mà thúng mình lắc được ha, không có gì. Rồi đi bằng thúng mà vượt biên, không nhận cái ông này chỉ. Đi mấy ngày? Đi với ai? Mình thôi hả? Ông rồi. Ghen nè. Ông nhà thiền, không có đem đi, không cần nước uống luôn. Ngồi thiền như thế? Ngồi thiền. Cái buồm nó cứ bay về hướng Philippines. Không, theo gió rồi. Trời ơi, đã. Đi mấy ngày, mấy ngày? Mười mấy ngày. 12 ngày, 12 đêm. Không gặp tàu nào dớt. Đi gió lớn rồi mình cứ đi thôi, chứ không cần người cần. Nhưng mà sống kiểu này giá sống thì nó nhờ mấy cái phao chung quanh của cái thúng. Ồ, vậy tức là có phao. Dạ, nó cứ ngàn đô là nó cứ nổi thôi, chắc nó không. Hay quá. Dạ, tại vì năm đó là có học về. Lúc đó mấy tuổi? 28 tuổi. Ồ, 28 tuổi lớn rồi. Thì nghiên cứu được cái gió đó cho nên đi, tại gió là học ở trong cái cộng minh. Hay á. À, đúng rồi, gió kiểu mà đánh Tào Tháo á, chặn lửa xích bích á, hả không? Nó nghiên cứu được cái đó rồi, nó về luôn, cho nên nó bắt được cái gió, bắt được cái gió mùa của cái năm đó thôi. Chỉ có một năm đó là nó có cái luồng gió mùa đó, cho nên theo gió mà đi. Cảm ơn Cậm. Có nhiên Cậm về giúp nước Việt nghe. Sau này là nước Việt là do tất cả hội thiên, mình chơi nói hỏi mình đó, để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới là nhờ họ thiên. Cho nên bây giờ mình có mấy chục triệu họ thiên rồi, có 4.5 triệu đảng viên mà đâu nhầm gì. Bây giờ có mấy chục triệu mình thay 4.5 triệu vậy ạ. À, thay chức của võ ông thưởng dùm nè. À, họ thiên á không có hối lộ, tại biết sợ ông trời làm gì dám hối lộ. Tôi mê chú Kiệt là 6-0 nè. Đó, hiện bây giờ vẫn là 6-0 mà. Đó là đâu? Ở khu vực lấy kinh Thiên Tâm ra đọc nha. Tại vì khi mình mỗi sáng mình thức dậy á, người của mình bồn chồn bực bội hay là mình dễ đãi không biết làm gì đó, cái ngồi thiền với đọc kinh Thiên Tâm cái mình thấm chấm lại. Trần Phước Y Tịnh, Phước Tịnh á, Phước Tịnh, Phước Tịnh, Thiên Yên Thiên Phước Tịnh đi. Lại lấy 3 chữ được, Thiên Phước Tịnh. Khi mà con đốt nghe con dùng cái tên đó nha, Thiên Phước Tịnh ở trên đây. Ở đâu tới? Rồi để thử này. Nhỏ này quậy phá hả? Thằng nào quậy phá? Nó lớn lên thì nó quậy phá. Tại vì cha mẹ quậy phá hồi xưa không có đi tu trước, không biết Phật trời trước thì con nó bắt trước. Cho nên nghiệp đúng hay không? Ở trên mắt nó biết quậy. Cho nên mình mà muốn con mình biết tu là cha mẹ mình phải đi trước. Đây con đi theo như đường mòn vậy. Con thấy con nai, con gà, con vịt, con bò nó cũng đi theo đường mòn của cha mẹ đó thôi. Thì bây giờ gán đọc kinh cho nó nghe. Bắn đầu thì nó bỏ ra lát con xuống thấy không về giúp sư phụ nghe con, đi sư phụ về Nam con giúp sư phụ nhé. Nó ăn mày cái ngày qua con làm nó giống cái này hả? Không có, cái này có 10 cây rồi. Hôm nay như 4-5 vậy đó. Giờ mấy nè? Dạ. Hôm bữa con lấy trên cái clip này con mua được cái nhà. Thằng này cục này sẽ truyền thừa lại cho Di Lạc đời thứ 3. Tức là 2 cái thành ra 1.
Tại cục bự chừng nào á, tâm bồ đề kiên cố bự chừng đó, cho nên gán kiếm cục chừng 20 carat. Cho nên đại gia nào á, mà giàu á, 20 carat giỏi lắm, chừng 700.000 đô à. Mà loại thượng nghe, mà loại thiệt á, cầu mấy triệu á. Chừng 10 carat là cũng 500-600 rồi, 500.000. Những cái gì mà trên màn hình thấy từ đồng hồ cho tới mấy cái đồ ngoài thân này đâu có quan trọng gì đâu. Nó lưu niệm lại cho thế gian mới quan trọng. Cho nên là Di Lạc đời thứ ba sẽ đeo cộng này. Cái cộng này á là cái thần thông nó bằng với giống như cái kim bài á. Tại vì ngày nào á cái tay phụ cũng niệm Phật, trì chú vô đây là nó hút cái điện lực vô đây nhiều nhất. Cho nên cái này á mà ai mà bệnh á để vô cũng hết. Mình phải tu mình mới giải được cái nghiệp chút cho gia đình mình, chứ còn mình không biết gì hết là con cái nó cứ lãnh nghiệp với nó cứ bị. Nên mình phải làm gương trước á. Bữa nay trời Bắc Cali nó hơi gió với mưa lạnh. Ai sát rồi thấy mưa cho nên mặc áo mưa. Rồi cái mặc thêm quần jean, cái trọng này nó nước nó đừng thấm. Ok rồi, sư phụ phải đi về để lo công chuyện á. Xin tạm biệt nha.